to và dài nữa. Ừ, như vậy là Roman Abramovich của bồ câu trắng trận đấu này. Các bạn đã theo dõi một Roman nữa của game thủ 2 và Forever and Ever, tức Folesian ra game thủ 1 cầm. Một màn hình máy, quý vị các bạn thân mến, một màn hình máy trong buổi chiều hôm nay của một game thủ nữa. Vâng, đã không chịu nổi đội nóng, đã bị bung rồi. Đây, bung như vậy giờ phút này chúng tôi chỉ còn view được 3 máy thôi. View được 3 máy và tôi thì cũng đang lấy máy tính ra để bấm cho là ngày mai Tuấn Tiền Tỷ anh niệm vào lúc 11 giờ hay đẹp hay là lúc 1 giờ như chúng ta vẫn làm bình thường. Vâng, dám dự đoán và dám định làm Lucky. Vâng, dám định là Lucky. Tôi tin chắc giờ phút này ông Lucky đang dạng chân ở nhà rồi, không bao giờ nghe tôi nói xấu ông đấy. Vâng ạ. Định làm Lucky cừu đen để khiến cho các anh em game thủ game TV thất bại. Nhưng mà cuối cùng là chim sẻ vào ông anh cũng rất cứng. 7/12 là tham nai của Folesian do game thủ 1 tức Linh Sinh cầm. Hôm buổi chiều hôm nay thì hết trang sâu kêu rồi đến Linh Sinh. Nghe những cái tên đầy kích thích. Một bài Forexian nhà toàn đất sa mạc thôi. Có một con voi và cũng như có một bầy hươu kha khá. Một bầy hươu kha khá to dành cho game thủ 1. Chúng ta chuẩn bị đá qua mày máy các game thủ khác một chút xem sao. Roman do game thủ màu 4 cầm, tức bầu cầu trắng. Vâng, lý lịch trích ngang một chút về cho các bạn về bầu cầu trắng là các bạn không biết. Vâng, mà do ngày xưa bị Tuấn Tiền Tỷ chôn nhiều quá. Vâng, mà chôn thành bồ câu quay nhiều quá cho nên là anh quyết định chuyển thành bồ câu trắng. Bồ câu trắng để cho cái hương vị của hòa bình và chiến thắng lên cực cao. Một bài Roman 2-4-5 5 con hươu đây rồi. Gỗ đầu là khá gần. 100 gỗ của Roman là có thể đóng được ghét được này. Tay chân cũng không có nhiều nữa. Vâng, ai nấy hơi đâu già như thế này rồi. Ba mấy tuổi nghe hai tay chống hai gậy thở thều thào rồi vẫn còn đánh chế trì đến mức độ như vậy. Vâng, 7C. Vâng, đánh đến mức độ 7 tiếng chứ không phải là mấy C nữa rồi. Các bạn có thể theo dõi từ 1 giờ chiều ngày hôm nay cho đến bây giờ. Vâng, và đến mức độ Tuấn Tiền Tỷ về nhìn thế này còn ra thắt cổ. Vâng, còn không kịp chăn chối được cái điều gì. Vâng, một bài khá đẹp 2-4. Cái gì thế này? Ôi, dân thi nhau ăn, thi nhau ăn những cái miếng thịt, nghĩa là cái thịt này gọi là thịt muối rồi, khá mặn, không kiếm thêm cái gì ăn khác. Vâng, ở Hải Dương của tôi thì có một cái món cà phê muối, các bạn về dưới đấy mà thưởng thức thì cũng sẽ hiểu được tôi. Nhưng mà mới đầu tôi cứ nghĩ là cái giá của nó sẽ rất là mặn, vì nó đặt tên là cà phê muối mà. Cuối cùng cũng liều tiều thôi. Ừ, vào nơi các em ra rót cà phê cà phiếc cho uống và bóp vai ông đoàn hoàng ra mất có 5 sạch. 21/24 không kiếm được cái gì ăn. Tôi xem ông này chán lắm. Bồ câu trắng Tuấn Tỷ đang ngồi cạnh như rồi. Ở trước khi mình ra thắt cổ, bạn hãy cho mình vào được xem trận đế chế cuối cùng. Trận đế chế cuối cùng trong cuộc đời không còn cái gì vương vấn không. Roman đang thủ bầu 2 cầm. Nhả ra cái là có 300 thực ngay. Còn đâu anh mới có thể kích được đời. Cứ yên tâm đi, buổi chiều hôm nay thì như các bạn đã thấy toàn các giám đốc cũng như trưởng phòng và nhân viên chúng ta rồng rắn cõng nhau đi đánh thì thực ra toàn kích đời 3 ở đầu 13 mới đầu 14 thôi. Anh kích cực kỳ là kinh khủng. Ngày hôm nay thì tôi thấy có team trách nhiệm công ty hữu hạn trách nhiệm Hoàng Minh. Các anh có một team đánh khá cứng. Thực ra ông nào đấy tôi trông không giống như nhân viên văn phòng lắm. Ông nào cũng xỏa cho mình một đôi dép tổ ong 360 độ, mặc quần đùi vào và áo cộc đi giữa mùa đông. Tôi nghĩ là mấy tay này là bên xây dựng thôi. 23/24 đây rồi. Vâng, hiêu thì thực ra cũng chả đá làm gì, dâng dân lên thôi. Tôi không biết nhà game thủ màu 3 cùng team cầm cái gì cả. Do anh mít giờ phiêu, anh phiêu quá. Giết điếu thuốc nào, giết đến cháy cả điếu. Cho nên là bây giờ anh không còn cơ hội lên hình nữa. Anh không còn cơ hội để gặp gỡ với các thần tượng nữa. Úi giời ơi, đôi này mà rút vào ngày mõm mang sư tử cái nó dã cho thì thôi rồi. Một bài dô ngoan dâng lờ khá cao. Vâng, đã lên đời xong. Đóng thôi, đóng. Folesian ở trận này chắc chắn phải đánh cung rồi. Chủ lực, nhà có xấu cũng vẫn phải đánh. Nhưng mà thực ra nhà xấu như thế này đánh để mà không hốc được. Đối với các game thủ top NL như thế này thì cực kỳ khó luôn.
26/28. Thôi xem ông kia ông Dương N như thế nào đi. Ông 1N. Vâng, cái chuyện mà Roman các bạn có thể thấy gỗ chặt nó dồn lên là cực kỳ nhanh thôi. 1N nữa cũng có thể được anh thiết kế ngay hoặc là chờ một chút nữa cũng được. Ông con ngựa dò công công giáp sẽ là đầy đủ thôi. Ngoài Roman khá giàu. Có lẽ là dâng là kiểu này tôi nghĩ là nếu dâng cho màu 3 thì xong dâng trước mặt nhà màu 3 sẽ hợp lý hơn. Úi giời ơi. Úi giời ơi, rồi đất ơi là rồi ơi, tại sao vừa lại chạy qua là không thấy mấy thằng dân ở kia. Ồ, đúng là buồn ngủ để gặp chiếu manh. Ông Tuấn Tiền Tỷ còn nói chêm thêm một câu vào, nghĩa là ngửa cổ lên mở đang cơn khát nước thì gặp nghe anh đáy đường. 23/28. Ừ, có lẽ là buổi chiều hôm nay các bạn cũng được nghe Tuấn Tiên Tỷ bình luận khá nhiều rồi. Nhưng mà đa phần là toàn nói về chiến thuật thôi, không được phép chém gió. Tại vì chém gió là ăn ngay mấy cái điếu cầy với mấy cái bát vào đầu ngay. Cho nên là giờ phút này về có lẽ tôi sẽ nhường cho anh còn bao nhiêu cái bức xúc anh phua anh tâm sự cùng các bạn nốt. Nhưng mà anh không chịu buồn lắm rồi. Trông mặt buồn lắm rồi, không chịu được nữa rồi. Gặp nhà màu 2 ở đầu cánh. Như vậy đây là nhà màu 7 rồi. Gặp nhà màu 7 ở đầu cánh, cạnh nhà màu 3 midfield ngay. 24/32. Một bài Roman khá khỏe. Vâng, con ngựa giò bị bỏ tù rồi vẫn thoát ra được. Rất vô lý. Ở đây có lẽ cho anh Tuấn Tiên Tỷ còn những điều gì chăn chối. Vâng, ở trong lúc hấp hối, vâng, cụ còn điều gì còn chưa kịp dặn tài sản, chưa kịp chia cho ai, sẽ tâm sự cùng với các bạn. Ở đây là một kênh free thôi, như chúng tôi đang truyền tải các bạn từ quán internet xuống con 5 200 người trung kính. Vâng, trước khi anh ra thắt cổ anh vẫn còn vào tờ xoang. Tôi thú thật là tôi cũng không biết phải như thế nào cả. Bởi vì trận đấu này tôi cũng chưa kịp soi tham mà cũng không biết là quân của bên kia họ có những cái loại quân gì. Ở đây thấy nhà đầu cánh như này giống nhà gì đây, đâu giống nhà chỉ vào sân nào không nên chọc vào đây, nhà Egypt hay nhà gì đây, nhà Summer đây. Như vậy là Tuấn Tiền Tỷ đồ rằng đây là nhà Egypt. Có tay này đoán thì tôi cũng không biết là đúng hay sai. 27/32. Tôi đã đảo qua màn hình máy các nhà game thủ khác một chút. Folesia đâu ở đây rồi. Ôi mà mở game thủ trang sâu kêu từ chiều rồi thì tôi nghĩ là đã có cung g game thủ màu 8 sang rồi. Như vậy đây là Kenny sang rồi. Chiều ngày hôm nay thì chỉ có duy nhất game thủ trang sâu kêu là đánh cứng nhất trong cái team Võ Việt Nam thôi. Đây là team Võ Việt Nam mà anh Tuấn đã theo học rất lâu rồi. 29/32. Vâng, đã chém sang cái nhà thứ hai rồi. Tôi nghĩ là bây giờ sẽ móc thẳng vào nhà của Kenny Sang sẽ hay hơn. Đằng nào thông cánh thì cho thông hẳn đi. Midfield anh cầm cái gì mà sao chưa thấy động tĩnh gì cả. Nó đảo qua máy của game thủ khác một chút. Roman ra game thủ màu 4 cầm. Ôi giời, con ngựa dò hết máu nào vào. Cái gì thế này? Ông này đánh chay sọc đơn, đánh 4 nhà L rồi. Úi giời, tay này khỏe quá. Khỏe quá trời ơi, sao lại cho lại khỏe đến mức độ thế này. Bắt vò được 4 cái L ra đều. Folesian ông đang bị đục là đúng rồi, cái nhà này ông bo kiểu gì. Tôi xem hai nhà chém cho thích mắt hơn đi. Đây sơn nhiều khả năng, đây là trôn sơn ở Yamato rồi. Ừ, gặp ngay nhà màu 5 ở đầu cánh góc 3 giờ. Trận này các anh đang chém khá tốt. Các anh bên team Vivo Việt Nam đang ở đầu cánh đang chém khá tốt rồi. Còn lại để đánh giá với các game thủ chiều ngày hôm nay thì tôi thấy team Hoàng Minh có một số game thủ đánh khá chắc cối, khá chắc chắn và như đánh khá bay. Và ở team Vivo Việt Nam thì được một ứng cử viên có thể, vâng, là có tương lai, là Tuấn Tiền Tỷ hoặc là có tương lai về sau này. Trang Sâu Kiêu, nhiều khả năng ông này ông đặt tên của bạn gái ông rồi. Ông này là chưa có vợ. Ông này chưa có vợ thì như vậy làm nhân viên, nếu làm sếp như ông bồ câu trắng này trốn vợ đi chơi trong những ngày như thế này, như các bạn biết nó thực sự là một cái gì điều gì đó nhức nhối. Vâng, cái liềm đam mê AOE thì nó là một cái gì đó rất là bình thường thôi. Rất là bình thường thôi, nhưng mà có nhiều bà vợ là không thích như thế. Khi có chồng rồi, mùa mờ đông này làm bên cạnh không có cái gì để mà túm cả, thì đôi khi nhiều lúc cảm thấy tức thật.
Nói chung về trận đấu như thế này thì chúng ta cũng không có gì để mà nói nhiều cả, bởi vì các tuyển thủ ở team Vô Việt Nam buổi chiều hôm nay đánh lỗi về chiến thuật khá nhiều, do đằng sau không có chim lợn, không bảo kê được nhà cho nhau. Đây kiểu là mạnh ông nào cũng cái húc, không tiền của ai người ấy tiêu thôi. 49-56. Màn hình máy của Roman do game thủ 14 cầm, bậc thảm rất to 50-56. Sóc 3-4 nhà L đều, nhưng nhiều khả năng ông chỉ sóc 3 nhà thôi. Đang đào vàng phải có thể lên đầu máu như lên giáp rồi, lên giáp 4 cho những con sọc đơn rồi. Vâng, Roman ra trang sâu kêu cầm 37-44. Mặc dù là tham bé nhưng thực ra đây là một bài dâng L đến giờ phút này là khá tốt dành cho trang sâu kêu rồi. Anh đã lướt qua cho game thủ 17, ông chỉ nhìn lại thấy khói thôi, nó như nhìn lại thấy hài cốt của thương binh liệt sĩ của nhà anh. Và cố gắng đục ở nhà xe anh ơi, bên này thông cánh thì cho thông hẳn, bên này Lý Thông thì thông hẳn đi, không được để bên kia cho Thạch Tranh lo, bên kia thì để cho Linh Sinh, mà cũng như bên kia Linh Sinh và bầu câu trắng này ông muốn làm thế nào thì làm. 38-44, đấy là 40-54 rồi, khá to. Thôi xem hai nhà chém đi, view 3 máy cảm giác nhà hạ hơn so với lúc chiều, view đủ 4 máy. Vâng, đang cố gắng đục nhà game thủ 16, nhà game thủ 16 cầm cái gì đây? Đi Miwan cái gì như vậy là nhà game thủ 16 chắc chắn cầm Miwan rồi. Miwan đã lên được rất nhiều cung A. Thôi tôi nghĩ bây giờ để hết ba nhà kia đi. Bên kia thông được nhà xem chưa? Bên kia thông được cánh nhà Kenny sang, nhưng mà bên này quay lại quản nhà màu 15 đã. Quay lại quản nhà màu 5 đã. Đưa về thế 3-4-1 thì sẽ là hay hơn rất nhiều. Bên này tôi vẫn chưa nhìn thấy Midfield ở đâu, có lẽ ông này vẫn đang bận thuê thuốc nào. Tôi chết là bị cung Nga Miwan đẩy sang đúng nhà của Folesia đây rồi. Bên họ đánh là cực kỳ khoa học và có đánh có kỹ thuật. Các bạn có thể dùng một từ như vậy. Đây vẫn quanh quẩn ở nhà của Sen, chưa làm gì được. Ông ơi, Midfield hôm nay lại vui rồi. Ôi, bây giờ con ngựa giò vẫn chọc sang, nghĩa là lửa ở nhà cái thủ 7 vẫn đang cháy bập bùng như kia. Vẫn đang chọc nhà 17 làm cái gì? À đây rồi, cái Midfield nhiều khả năng cầm Garrett hoặc Johnson hoặc cái gì đó đánh chém rồi. Nếu Yamato thì không mức độ muộn như này đâu. Vừa kéo thôi. Vâng, trong nhà có khách. Vâng, khách đến nhà là dã. Đúng theo kiểu anh Tuấn Nhân Tỷ. Vâng, người Bắc Linh người ta hát đến khách đến nhà là hát, còn đây ông hát là khách đến nhà thì dã, khách đến nhà thì phang. Vâng, khách đi xa đuổi khổ thẳng, chẳng cho chẳng phải mời lại về làm gì. Vâng, 46-56. Vâng, đẩy rồi, đẩy nhà sen rồi, bây giờ phải đẩy nhanh chóng nhà sen do nhà phu Lucian. Bây giờ tôi không dám bật sang, phải bật sang sẽ là những cái tham này giật mình, mà các bạn có thể xem những cái tham này rất là giật mình khi bị Miwan đẩy vào, nó đứng giữa nhà nó thiêu nhà A thì đã đủ chết rồi. 44-56, đi vào ruộng đi anh. Ôi giời ơi, lông dân cũng chạy à, chạy thoát phiến quân IS thì gặp ngay ông Taliban. Úi giời ơi, đây cũng được sốc rồi. Polesian 46-60 cũng nên bắt chiếc lên cung A đủ đỡ. Như vậy là chỉ có nhà Roman là chắc nhà là to nhất thôi. Một bài cung hốc đánh khá đẹp dành cho game thủ mùa 4. Game thủ mùa 4 bồ câu trắng đánh cực thay trận này. Tham lai của đây là màn hình máy game thủ Polesian Linh Sinh cầm 52-60. Nhà anh bây giờ thì toàn những cái thằng nó mặc áo mưa với cầm cung nó đứng kia rồi, chờ sẵn rồi. Vâng, 50 thằng dân ăn một bãi quả, tuyệt vời. Ở bên kia có Messi. Vâng, Messi đang dọc bóng ở khi trung lộ đây rồi. Tôi hỏng rồi. Bên đấy chiều hôm nay, vâng, mà chiều hôm nay có cả Dan Baba rồi có cả Harry Redknapp nữa. Vâng, các ông đặt cái tên toàn cầu thủ bóng đá thôi. Vâng, Messi đang vào tờ room nhà của Linh Sinh như rồi. Vâng, Messi thì tất nhiên sẽ thích gái rồi, cho nên Linh Sinh này thì chắc chắn là phải bị thông rồi. Ôi rồi ơi, cũng lên cung A, nhưng lên cung A nhà người ta đầy một đống kia rồi anh. Tại sao cái tên cung ngờ kia không đẩy vào nhà của Sen đi, tập trung đẩy lưu cho lát nhà Sen đi. Còn nhà màu 5 ông ấy đâu, ông đã làm được cái gì chưa? Bộ cô trắng không quản lại nhà màu 5, rất vô lý. Bây giờ có vào bắt cái tên cung Nga, bắt cái tên cung Nga đang ở nhà của màu 1 kia không? Rất nhiều sọc đơn. Sọc đơn đã là 7-4. Giáp 2 tôi nghĩ đầu máu rồi, 114 máu rồi. Vâng, cứ bắt thôi, những con cung Nga là đứng lẻ là cứ bắt, tạm thời bắt đã. Nhà game thủ màu 2 đi. Game thủ màu 2 29-56 vẫn rất đang cố gắng, các bạn thể thấy. Nhà Sen kia không động rồi, bây giờ Sen cũng to, Messi cũng to. Messi mà ghi bàn ở này thì thôi rồi.
31/56. Thôi có lẽ là giờ này xem những diễn viên chính đi. Đây đây là màn hình máy của diễn viên GAV bồ câu trắng. Nhà anh cũng bắt đầu được Messi dòng bóng vào rồi. Messi chuẩn bị dứt điểm thẳng vào góc chữ A của nhà bồ câu trắng. Ủa, đóng phù sao? Tôi tưởng đóng phù ở đấy thì đúng là tôi đề nghị gọi ngay cho Lucky ra đây để hướng dẫn ông này về cái chuyện dây chế. Đóng ca cũng đã quá muộn rồi. Như các bạn thấy cái tầm xa của cung A đời 3 của Miwan cũng đã là quá vượt trội rồi. Nó là quá vượt trội so với phần vượt lại rồi. Bắt đi, bắt sẽ bắt được thôi. Tôi nghĩ sẽ bắt được sóng đơn nên lao vào đi anh ơi. Lao vào. Sẽ bắt được tên này, nhưng mà bắt được tên này xong thì tôi nghĩ là Messi cũng đã lên 4 xong. Bắt được tên này xong thì Messi có lẽ cũng nhận thêm được một quả bóng vàng nữa xong. 47/48, 46/45. Ông tham ai tụt nhanh như kim đồng hồ rồi. Vẫn bắt ngon tên này. Bắt tên này nhưng mà bây giờ sau khi bắt xong thì các ông lấy cái gì ra để đẩy sang nhà người ta. Chắc chắn là sau tên này Milan đẩy tên này đi để lên 4 rồi. Có ai soi tham không? Có ai soi tham xem đã âm đồ ấy sẽ đào vàng nhiều chưa? Lực nhiều chưa? Quê đóng BB để vẽ ruộng. Chiều hôm nay còn có của ông đóng G, ông ấy để đóng G để ăn thịt giống tôi cơ. À đóng BB để ăn bãi quả. Ừ, các bạn thân mến, cực kỳ hay. Cái những cái kiểu đấu thể lực, rất thể lực dành cho các team doanh nghiệp. Ừ, đây là những trận đấu giao hữu, ông quay lại ông ốp nhà màu 3 rồi. Vâng, mà không thành phong thì cũng thành nhân. Đấy, ông vừa đi xong cái khách đến nhà ngay. Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến ngay. Vâng, bây giờ không ốp được nhà game thủ màu 6 thì coi như xong. Điểm số màu 6 đang rất cao rồi, nhưng chưa dựa nhảy vọt lên hẳn. Nhiều khả năng đang trên đường lên 4 thôi. Đang trên đường lên 4. Ông 42/64. Ông mà theo Tuấn Tiền Tỷ thì bây giờ anh đã cảm thấy thỏa mãn chưa? Sắp đi thắt cổ được chưa? Ông mà anh đã có cái dự định gì cho tương lai khi xuống bên kia, có cho anh em gì con đề con nô gì không? Ông mà Tuấn Tiền Tỷ bây giờ buồn lắm rồi. Các bạn thân mến, nhìn thấy những trận đấu như này, Tuấn Tiền Tỷ bảo không nghĩ được rằng là lại thất vọng như này. Vâng, Messi, điểm số Messi chưa lên 4 nhưng mà tham lai to lắm rồi. Milan to lắm rồi. Vâng, các bạn thân mến, vâng mà xuống dưới đấy thì tôi nghĩ là Tuấn Tiền Tỷ anh sẽ làm bình luận viên cho Diêm Vương thôi, cho anh Diêm con bố Vương. Vâng, mà dưới đấy thì ngày xưa tôi cũng chưa thấy có ông nào, các bố lão nào mà xuống dưới đấy cả. Vâng, anh Tuấn Tiền Tỷ tạm thời xuống dưới đấy và truyền tải cái nền đế chế của Việt Nam này cũng được. Rồi lại đang cái lúc gay cấn thì mất điện mới hắt xì hơi, có chết người không? Ông nào lên 4 đây? Cái gì đây? Cái gì? Roman lên 4 à? Ô được. Kích đập đôi, ôi kìa, định kích đập đôi ở cái nhà sắp cháy mà bây giờ, ôi sao lại có những con người tuyệt vời như vậy à giờ. Vâng, mà Tuấn Tiền Tỷ ngồi cười răng nghe vàng khè ra rồi. Rất hấp dẫn, như kiểu đấu rất vui nhộn của các team doanh nghiệp. Như các bạn đã thấy, những cái giải đấu doanh nghiệp thì nó không đè nặng quá về cái chuyện giải thưởng hay là chiến thắng cả. Mà chỉ duy nhất là để các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội chúng ta có cơ hội như là xích lại gần nhau, cọ sát và học hỏi kinh nghiệm thôi. Cứ phải quan sát nhiều thì kinh nghiệm nó mới có nhiều, mà quan hệ nhiều thì bạn bè nó có thể rộng ra được, nó mới tên ấy có thể và chất lượng ra được. Một tham bên kia rất đè là nhiều khả năng, tôi nghĩ là game thủ Messi nhảy 4 rồi. Messi của này đã giành được thêm một chiếc giày vàng nữa rồi. Còn cái chuyện quả bóng vàng sắp sửa thôi. Cùng mà cực nhiều. Các bạn thấy nhà Messi, tuy rằng đây là một nhà không phải là dễ khung, nhưng mà anh đang lên được rất nhiều cung A do các game thủ bên phía team Vo Việt Nam đẩy không được thực sự được hợp lý cho lắm. Một chan sâu kêu 37/48, tham vẫn giữ ở cái mức độ đấy. Vâng, mà không giàu không nghèo, làm cứ có tiền anh tiêu hết đã. Rất nhiều cung A là nhờ anh đưa chỗ này vào đây chỉ là để cái chỗ người ta tập bắn thôi, nên nó giống cái trường bắn rồi. Ông midfield thì tôi không được xem màn hình máy của ông này, nhưng nhiều khả năng tham lai của ông này tôi đoán là cũng ở mức độ khoảng 20 thôi. Những cái tham lai giật mình. Đấy, bây giờ kích đạp đôi đi. Ông kích ở nhà nào? Nhà màu 5 lại hồi lại cực to, nhà màu 5 nó lên 4 luôn. Nhà màu 5 như vậy, nhà màu 5 cầm Yamato lại xen nữa đây. Nếu xen thì đây thực ra là một cái gì đấy cực kỳ đau đầu. Như vậy là Yamato rồi. Đây là hot đông như này là Yamato rồi. Hot Yamato được sóc ra cực rẻ. Úi dồi ôi, tham đè 24. Như vậy là tham đè 65-35. Thậm chí lên đến 70 rồi. Ôi dồi, vẫn cố chảy cối kích đạp đôi. Thiếu 200 thực nữa thôi. Thiếu 200 gỗ nữa các bạn. Để thấy rằng cái độ tù tội như thế nào. Ôi dồi ôi,
Bây giờ đấy, gỗ đấy. À, bơm vàng. Bơm vào cần gỗ thì đồng đội bơm ngay cho vàng. Không gáp thì đập vào mặt thôi. Di sai vậy. Di sai để đánh trận đấu tiếp theo thôi. Di sai để đánh trận đấu thứ tư ở C đấu thứ ba thôi. Tỷ số về C đang là 1-1 rồi. Còn cái C đấu này là C đấu có lẽ các anh đang bảo là chung kết, nhưng mà thực ra càng lúc càng hưng phấn. Linh Chanh Di sai. Như vậy chúng ta chuyển về tỷ số về C đấu.